yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Mình là Thiều Phương VBK. Con năm nay 33. Tại em đang là sản xuất âm nhạc và có cả đào tạo về bên sản xuất âm nhạc và đó là nhạc điện tử. Là công việc chính mình hiện tại bây giờ ở Hà Nội hay là? Dạ, ngoài Hà Nội. Xin chào cô, em chào anh, chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Ngọc Hà và nghệ danh là Hà Mio. Và hiện tại thì Hà đang là ca sĩ của nhà hát Cầm Nhạc Việt Nam. Năm nay em 30 tuổi. Ca sĩ, nhạc sĩ có mặt ở chương trình là luôn luôn sẽ cống hiến cho tất cả mọi người cũng như là hai MC một tiết mục nào đó để chúng tôi được thưởng thức gọi là sát sàng sạc cái live của hai bạn. Em có chuẩn bị đàn không? Có chuẩn bị. Thì vợ chồng con xin phép được gửi tặng cô và anh cũng như là khán giả một bài hát rất là dễ thương với tựa đề Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi. Rồi. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay vẫn siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa. Đi tìm nơi bình yên mình sẽ gọi tên hạnh phúc. Mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Cặp vợ chồng hai bạn này giống rất thú vị ha. Trời ơi, coi là được nghe hát live nó đã lắm. Nó đã. Rất là đã luôn. Nói chung cái cặp này bây giờ mình thấy là mình có thể đoán ra tại sao yêu nhau rồi đó. Dạ. Cách đây là năm 2011, con đã quen nhau rồi, con đến phòng trà nghe nhạc ấy. Con đến nghe thì anh này đang là guitar của cái quán đó.
Là đã biết rồi, đã thích rồi. Nhưng mà lúc đó thì chỉ là bạn bè thôi ạ. Thì đến 2014 thì bọn con bắt đầu nói chuyện nhiều hơn thì mới yêu. Là lúc đó em đã là ca sĩ rồi. Năm đó là em đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Là lúc đó em chưa đi hát chuyên nghiệp. Thì là thấy bạn đàn là bắt đầu là thích. Là rồi thì bắt đầu hai người mới giao lưu trò chuyện với nhau đúng không? Dạ vâng, lúc đấy thì vẫn là trên mạng thôi ạ. Cũng chưa phải là thân thiết. Hâm mộ. 2 năm sau mới yêu nhau. 3 năm sau mới yêu nhau. Trong một dịp đợt đó là con cũng vào Sài Gòn, đợt đó là cũng trải nghiệm Sài Gòn xem là có ở lại để hoạt động Sài Gòn không, tại vì guitar ở Sài Gòn rất là mạnh ấy. Thế là trong một dịp vô tình thì nhìn thấy bạn này trên Facebook, bạn truyền nước. Bạn bị ốm. Thế là hỏi thăm. Sau đợt đó thì con bay về thì lại đúng dịp sinh nhật bạn ấy, thế là qua chơi sinh nhật cùng bạn ấy. Và về sau thì con với cả Hà mới lập ban nhạc ạ. Lập ban nhạc và đi biểu diễn cùng với nhau, thì khoảng thời gian sau đấy thì cứ đưa đón nhau đi đi diễn rồi đi chơi. Tức là lúc đầu là chưa có ý định là tán tỉnh cô này đâu. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Chỉ là đồng nghiệp ạ. Và về khoảng thời gian về sau thì dành thời gian với nhau nhiều, kiểu chắc lửa gần rơm luôn ngạnh bén ấy. Nhưng mà lúc mà con mới nghe bạn hát đó, tức là khi mà con nghe giọng của vợ con có thích không? Ngày xưa là con không thích giọng của vợ con ạ. Hả? Có vậy hả? Dạ vâng. Rồi coi như lửa gần rơm, lâu ngày thì cũng bén, nhưng mà cái rơm bén trước thì cái lửa bén trước. Ngày xưa là con yêu anh nhiều hơn á. Yêu được 2 năm rồi con hỏi là anh có yêu em không, anh vẫn bảo là có nhưng không nhiều. Bây giờ vẫn cay. Giỡn đó. Không thật anh ạ. Hai bà con là không có ai tỏ tình, cũng không có ai thể hiện, để mà con cứ dần dần như vậy. Không có cái ngày tỏ tình hay là cũng không có ngày nói yêu nhau hay gì cả. Cứ mặc nhiên là coi như là chúng mình là yêu nhau đấy. Vâng, đúng ạ. Mọi chuyện nó đến là tự nhiên hết vậy luôn đó hả? Vâng ạ. Thế là lúc bọn con yêu nhau như thế thì có suôn sẻ không? Gia đình có ngăn cản không? Hay là... Nhà con thì là có ngăn cản. Tại vì là cái thời điểm mà con yêu anh Phương là năm 2014. Thì cái thời điểm đấy là anh Phương cũng 47 cân. Mà bây giờ anh ấy tận 64 cân. Tức là lúc đấy là anh ấy gầy mà con 49 cân của anh ấy gầy. Xong rồi anh ấy... Em nói trực tiếp với mình nhìn anh nhau. Gầy thì nó sẽ đi kèm sẽ với rất nhiều nè, cái đen. Nó đen, nó xấu lắm. Thời điểm đấy là anh cũng không có công ăn việc làm, không có chỗ ở, cũng không có xe. Nói chung anh ấy không có cái gì cả. Anh ấy hẳn là trắng tay. Thì con không hiểu sao con yêu thì con dẫn về, mà anh con không nói chuyện cơ. Anh ít nói lắm về nhà con á. Anh không hỏi chuyện ai cả. Anh không hỏi bố mẹ con làm nghề gì hay sinh năm bao nhiêu. Ngày đầu tiên về nhà con á là anh mời cả nhà ăn, xong ăn xong anh mời cả nhà, xong anh lên anh ngủ, xong anh đi xuống Hà Nội, anh không hỏi hãi một câu nào cả. Lại còn gầy, thế cả nhà con bảo là thằng này có khi nó bị cơn bị nghiện ấy. Gầy ấy. Không ai cũng bảo là sao lại yêu thằng này, cũng hỏi rất kỹ là nó làm nghề gì, bố mẹ làm nghề gì. Nhưng mà anh cũng không có việc làm, mà con lúc đấy con cũng không, bố mẹ anh cũng ở nhà, cũng không phải là làm, nói chung là nhà nông. Thế xong rồi con mất một thời gian là mọi người cũng, tức là nhà con thì bố mẹ con cũng không phải là cấm, nhưng mà bố mẹ con cũng kiểu nói là suy nghĩ kỹ rồi. Mất khoảng 2 năm đầu là bọn con cũng khá là nhiều trục trặc. Thế là thành ra kiểu thời gian đầu cãi nhau rất nhiều. Mọi người hay bảo là trái dầu hút nhau, nhưng bọn con xa quá không hút được nhau. Tính cách bị xa. Rất may được một cái là may vào ngày đấy hay thì mình không phải kiểu yêu chơi. Có khi là tại vì không được ủng hộ á, cho nên là càng máu. Có khoảng thời gian nào hai bạn nghĩ là sẽ chia tay nhau không? Có, con là hai đứa cãi nhau nảy lửa về hai cái tính cách trái ngược. Có nhiều. Ngày xưa con học bách khoa. Xong sau đấy thì mê nhạc ạ. Thế là chuyển sang nhạc, mà mình có một cái thiệt thòi là mình không được đào tạo bài bản ấy, nên là khá là chật vật. Thì là Hà thì rất là vô tư, cứ nói chuyện nhà cửa, và Hà có một số tiền để dành khá là lớn thì cũng muốn mua nhà, bảo là em muốn là hai đứa mình mua nhà xong mới cưới. Xong thế là con bị kiểu bị căng thẳng quá, xong bắt đầu là con kiểu stress quá, con không chịu được, con đòi chia tay. Lần đầu tiên con đòi chia tay thì Hà bắt đầu mới khóc chạy ra khỏi nhà, chạy đi. Bình thường là Hà rất là ít khi đi bộ, đến mà hôm nay chạy gần 3 cây số. Chạy nhưng mà chạy rất tỉnh, không chạy ra đường, cứ chạy trên vỉa hè đây. Thế mà anh cũng đuổi theo. Thì thôi cứ chạy theo thôi. Nhưng mà đến lúc chạy mà hết đường, không còn vỉa hè. Ủa, em chạy không lại hả? À không, em cứ chạy theo để bảo vệ thôi. Vừa chạy vừa khóc để xả hết cái năng lượng đấy ra đã rồi mình sẽ nói chuyện. Nhưng mà chạy đến cái đoạn mà không còn vỉa hè nữa thôi đấy. Thế là em phải chạy lên em ôm, để xong xong rồi em vật ra vỉa hè. Thế anh là... kể chuyện như chuyện cười. Đúng chuyện cười mà bây giờ nhìn lại là chuyện con cười. Con tưởng tượng là cô đã thấy buồn cười đấy hả? Con cũng nghĩ lại vào xong ngày đấy con bị hâm đấy nhỉ? Tự nhiên con đi chạy ra đường. Cứ vừa chạy như việt dã mà vừa khóc hả con? Con mà chạy 3 cây số á. Đây, sao con ngày xưa con lại bị hâm thế nhỉ? Rồi sao sau khi con vẫn ra vỉa hè rồi là nó đã hết năng lượng chưa? Hay nó vẫn còn bùng lên nó chạy tiếp? Vẫn đi bộ ạ.
lại đi bộ. Kiểu chạy xong thì phải giãn cơ đấy, dừng lại được. Em đi bộ gần cây nữa, xong bắt đầu là bắt Grab về, mệt mỏi quá. Bắt Grab về, về xong, xong bắt đầu con cứ về, con không nói gì, hai đứa ôm nhau ngủ từ sáng đấy, cũng không biết chưa gì xảy ra. Cái này không thật đấy, hai đứa không đó. Có những lúc cãi nhau rất căng thẳng nhá, cũng nghĩ rằng là sẽ không thể yêu nhau nữa, nhưng không sao lại bình thường. Chưa bao giờ bọn mình con cãi nhau quá một ngày. Ờ, thế là hai đứa cưới nhau được 2019 này được năm. Mấy năm rồi? 4 năm rồi. Là 4 năm. Yêu nhau là được 9 năm rồi đấy. Ừ. Sang năm là kỷ niệm một thập kỷ. Ừ, thế tụi con có em bé chưa? À, kế hoạch ạ. Kế hoạch ạ. Hiện tại thì Hà đang có một chút cái sự phát triển sự nghiệp khá là sáng, nên là con đang kế hoạch. Rồi thôi, bây giờ mình đến cái phần chương 2 đi Phương ơi. Đâu, bây giờ sẵn con nói ra luôn đi, những còn cái gì của Hà mà con muốn Hà sẽ thay đổi. Có một điều nó hơi thuộc về bản chất một chút, là có những khoảnh khắc mà Hà không kết nối được, tức là không hiểu con đang muốn nói gì ấy. Con nói rất em hiểu đấy, em cố tình hiểu như thế, cố tình không hiểu chứ, con thấy chứ ương bướng đấy, cố tình nó không hiểu chứ không phải là không hiểu không đâu đấy, nó tự thú trước bình minh rồi đấy. Con hay có công việc ở trên công ty hay là gì đó chia sẻ với Hà, lúc đấy chỉ là kiểu mong muốn có sự đồng cảm thôi. Rồi bà ấy ngồi anh phân tích đoạn đấy, là đoạn này là anh chưa được cái chỗ này, xong nói một hồi xong rồi con kiểu cáu ngang luôn, chết hơn. Con còn nhớ tin mà nhá. Tức là thả nói chuyện với đầu gối của nó đây kiểu. Tức là con càng muốn chia sẻ là con nói cái ông đó vớ vẩn anh như thế là đúng đấy, ví dụ thế, thì nó toàn nói là lỗi về phía con. Không phải nghĩa là khi mà anh chia sẻ với con ấy, anh chỉ muốn một người chỉ đúng cảm nghe thôi. Chứ không đừng có phân tích gì cả, chỉ cần nghe để anh ấy có thể nói ra được cái cảm xúc của anh ấy thôi. Thế nhưng mà con thì con hay nghe, con nghe câu chuyện thì con hay phân tích cái này anh sai cái này hay là chưa được cái này, thì anh không muốn nghe, anh không thích nghe điều đấy. Vâng. Con cố tình hết, con biết là anh, khi mà anh nói chuyện với con là anh chỉ cần điều đó thôi. Tại vì thỉnh thoảng con thấy cái điều đấy nó sai thật. Không thể mà ngồi im để lắng nghe tất cả mọi chuyện, cũng phải phân tích tất cả mọi chuyện, câu chuyện nó làm sao chứ. Rồi trong cuộc sống hôn nhân á, Hà có cái gì mà làm em chưa hài lòng nữa không? Nấu ăn ngon không? Hà nấu ăn rất giỏi luôn. Đến năm 2015 Hà bắt đầu kiểu học nấu ăn, trước đấy cũng tiểu thư cành vàng lá ngọc. Không, nói thế. Tức là con không phải là người yêu nhà bếp, nhưng mà con thích cái cảm giác mà được nhìn thấy anh Phương ăn đồ ăn. Đấy gọi là cái mục đích để con vào bếp. Có nghĩa là bạn này là cái kiểu là thuộc tiếp người đã không làm thì thôi, làm là phải đỉnh. Đúng đó. Đúng. Nhưng mà chúng ta là đã lạc đề rồi. Chúng ta bây giờ đang nó như cái chiếm đi lạc đề. Con nói luôn cái mong muốn đi. Con nói cho Hà nó hiểu là đấy. Đấy. Thôi đừng phân tích nữa. Chịu khó lắng nghe. Có nghĩa là nói ra như thế thì người thông minh như Hà sẽ hiểu. Không phải nói để cho nó thấu hiểu. Anh cũng mong muốn là có đôi khi mà em không kết nối được, em không cảm nhận được những gì mà anh đang nói, thì nếu như mà trong trường hợp mà anh đang bức xúc gì đấy thì chịu khó đồng cảm với anh một chút. Mặc dù cái đồng cảm đấy có thể là chỉ là ở vẻ mặt. Rồi, đến giờ đến con đấy Hà. Từ ngày mà lấy chồng ấy thì con hay ngủ một mình. Thì chồng con lúc nào cũng làm việc đến 3-4 giờ sáng không ạ? Hay con hay ngủ mình, thì cũng mong là anh sẽ sắp xếp lại công việc cho nó hợp sinh hoạt chung của gia đình. Ok, chuyển từ là nói luôn cái mong muốn luôn đó, đúng không? Vâng. Đấy, cô bé này rất là ấy nhá, vào thẳng vấn đề luôn. Chứ con thằng ngủ mình không? Đấy. Cái gì đó nhỉ? Cái gì đó nhỉ? Hay quên. À, anh Phương cũng là một người rất là hay quên. Ví dụ vừa dặn xong dứt câu cả. ok, nhưng xong lại thôi luôn, lại quên luôn. Là đi ra đường rất là thích mặc áo trái. Như là kiểu như sở trường lắm ấy. Không để ý. Đúng rồi. Mà chuyện đó lặp đi lặp lại thường xuyên luôn hả em? Nó không thường xuyên, nó thi thoảng ạ. Nhưng mà ý là anh không có cái thói quen là soi gương, tức là chỉnh trang phục trước khi ra ngoài ấy. Thì đấy là một cái điều mà con nghĩ là không nên. Cái ngày mới yêu ấy thì lúc mà con đi học ở trong cơ quan đi năng lượng thanh thì con bị tụt huyết áp. Thế con mình nhắn là con bị tụt huyết áp. Thế là anh ấy phi vào rất nhanh. Đi vào một chân đi dép, một chân đi chân đất. Đi đúng một chiếc dép. Là lúc đấy thì mình cảm thấy cảm xúc của người này đang vì mình. Thời điểm đấy. Nhưng bây giờ thấy kiểu ví dụ mà là như thế thì cầu thả quá không được. Đâu ổn lắm vậy đâu. Nó lúc đấy là anh quên hay anh như nào, hay là anh đứt. À bị đứt đi, không phải là quên à. Chạy xuống lấy xe máy thì là vội là vấp đứt. Sao đi chân đất luôn? Đi chân đất luôn. Không, đi chân đất một bên chứ. Đúng rồi, đi chân đất một bên. Đi chân đất, đi dép. Thôi hai đứa này vui lắm, chả cần phải khuyên cái gì đâu. Đúng rồi. Có một cái nữa là mọi người thường hay nhận xét là kiểu Hà hay bắt nạt con. Thật không? Thật thế không? Dạ. Thật thế không? Thực ra thì rất bình thường, gia đình rất bình thường.
mọi người cứ hay trêu là việc là lại sợ vợ ấy ạ. À? Con nhiều lúc cũng hay trêu lại. Cái tính của con thì bình thường cũng hay cũng ít nói. Ừ. Xong rồi cái giọng con thì cũng không phải kiểu hồ báo cáo trong này, cũng nhẹ nhẹ nên là mọi người nghĩ con hiền ạ. Hà đang sợ mọi người nghĩ là con bắt Hà bắt nạt con. À. Thì những đó là mình tự biết rồi. À, có nghĩa là thông qua chương trình này thì Phương muốn nói với mọi người là trong hội bạn bè đó, nếu mà mọi người có cái suy nghĩ đó thì đừng nha, không phải như vậy đâu. Chúng tớ Phương không hề bị ăn hiếp một tí nào cả. Cô nói vậy xong rồi mọi người lại bảo là chắc là nó bị vợ nó ép. Cặp này rất giống nè. Hai cái mũi rất giống, hai cái miệng rất giống, hai con mắt cũng rất giống, chung hai mặt giống nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Em giới thiệu cho mình. Em tên là Trương Văn Vĩnh Hải, hiện tại là em đang là luật sư tập sự. Em hiện tại năm nay là 26 tuổi. Còn em? Em tên là Lương Vũ Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi, hiện nay em đang là công chức nhà nước. Công chức nhà nước. Thế thì hai bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Tụi em học chung với nhau trong cùng giảng đường của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm đầu thì tụi em cũng biết nhau thôi, tại vì bà xã em là lớp phó, em chỉ để ý thôi, biết tên thì thôi. Còn mãi đến khi mà cuối năm thứ nhất đi học quân sự ngoài Thủ Đức thì bà xã có nhờ mua đồ ăn giùm. Lúc đầu em nhờ ảnh một phần, sau em nhờ ảnh 20 phần, rồi em và ảnh là cu li cao cấp luôn. Có 20 phần là mua cho cho phòng của em. Rồi coi như là cu li cao cấp. Rồi nhờ vả bao lâu thì bắt đầu mới nảy sinh tình cảm? Đầu học kỳ 1 năm thứ 2 thì tụi em đi công tác xã hội chung, thì em có đưa đón bà xã, cũng để ý mình thấy thích trong lòng. Rồi trong quá trình đi công tác tình nguyện thì em cũng có thử thăm dò là nắm tay, thấy nàng cũng không phản ứng gì. Thì sao nữa? Dạ sau đó thì về lại thành phố thì tụi em cũng có đi tiếp tục công tác tình nguyện tiếp theo. Em cũng xách đồ giùm rồi đưa đón, khi đưa đón nàng đi tới lui vậy đấy. Rồi em lần đó em mới tỏ tình. Nhưng mà lần đó thì vợ chưa đồng ý. Dạ, và bảo là để suy nghĩ thêm. Vậy đó. Dạ. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý? Sau khi em về tham khảo ý kiến của ba mẹ. Tham khảo ý kiến phụ huynh đúng không? Dạ. Thì ba mẹ em nói là dắt ảnh đến nhà gặp ba mẹ đi. Rồi ba mẹ cho ý kiến. Dạ. Rồi từ đó thì tụi em cũng có đi tới đi lui qua nhà chơi. Thì nhưng mà ba mẹ gặp em thì ba mẹ có đồng ý không? Dạ chưa. Chưa có nói, em chưa biết gì hết á. Nhưng mà cho tìm hiểu, không có ngăn cấm. Dạ. Cách khoảng tháng sau em mới hẹn đi xem phim. Em mới âm thầm chuẩn bị tự bó bông hồng to, nhưng mà em bỏ trong cái ba lô á. Em đi vô rạp chiếc phim em mới mở ra cả bất ngờ. Rồi em mới tỏ tình. Cái lần đó bà xã gật đầu luôn. Rồi cái quá mà. Sau đó bà xã mới dắt qua là xin phép ba mẹ cho quen. Để ba mẹ kỹ vấn đề mà cho con quen bạn. Lần đó em cũng mua quà để qua mời cha ba mẹ đó. Cái lần đó em run quá em làm bể cái ly. Rồi chắc ba mẹ cũng thông cảm mà đúng không? Dạ. Rồi cái thời gian qua lại gì là bao lâu? Cái lúc mà thưa ba mẹ cũng có ra một cái điều kiện là nếu mà quen nhau mà sau này cưới nhau thì phải ở trên này, lập nghiệp trên này. Ra là trên em, này là trên thành phố là hả? Trên thành phố, dạ. Tại em ở tỉnh. Em ở tỉnh, còn bà xã là ở thành phố. Dạ. Hiện nay thì là em ở nhà bên vợ. Dạ đúng. Mà thường ở chung nhà thì chắc chắn là phải có va chạm rồi. Vậy thì có phải tập trước những cái thói quen gì không? Dạ thì lúc đầu em có nhiều khác biệt so với nhà vợ lắm. Kể cả như cách nói chuyện nè, cách xưng hô rồi dùng câu chữ nhiều khi em phát âm sai á. Sao? Dạ ví dụ như là cái tôi thì nó là cái tội. Rồi bật quà thì nó là bắt quà. Thành ra em phải sửa rất là nhiều cho nó phù hợp. Nhưng mà trong quá trình mà ở rể thì có những cái chuyện gì mà xảy ra ngoài cái dự kiến đó? Dạ nói chung là sống chung một nhà thì không thể thiếu được những cái việc mà có xích mích. Nhưng mà cái chủ yếu ở đây là tụi em xác định rõ là hai vợ chồng sẽ nói thẳng và nói thật. Cũng như là sẽ trao đổi trước khi mà quyết định một việc gì đó. Nhưng mà em có áp lực không? Dạ thì so với độc thân thì mình muốn làm gì cũng được, thoải mái. Nhưng mà đến khi sống chung với ba mẹ rồi thì mình phải ngó trước ngó sau. Rồi đi thưa về trình chẳng hạn, rồi những làm quen những cái thói quen trong nhà, thêm những cái thói quen mà mình chưa được biết. Có những lúc chưa quen cũng em cũng hay quên. Thế thì còn vợ em có tật xấu gì không? Bà xã em có cái là rút kinh nghiệm kém. Ủa rút kinh nghiệm kém là sao? Tức là có một vấn đề đi, em đã góp ý rồi nhưng mà rất là nhiều lần không sửa được. Ví dụ như em đã nói rồi, lần sau bị sai nữa, cái em cố tình em nâng lên, ví dụ đây là lần thứ 100 anh nhắc em vậy. Nhưng mà tới chừng sau lại không sửa nữa. Chị hỏi thiệt nè, có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau á, nhưng mà sống chung với bố mẹ đó, thì tụi em sẽ kềm hãm cái việc này như thế nào? Tụi em thường là lên phòng nói với nhau. Hoặc là có chuyện gì đó mà bức xúc quá là coi như em làm thinh. Rồi xong xuôi hết đi lên rồi em mới bày tỏ ra. Nhiều khi hai chồng cũng cãi nhau lớn tiếng lắm. Nhưng mà đỡ cái là tụi em không có giận lâu. Thường là không bao giờ quá 2 tiếng hết á. Rồi lúc đó bố mẹ can thiệp làm sao? Tức là bố mẹ thường là bên em hay là bên chồng em?
Không can thiệp, cũng tụi không con lớn rồi, tụi con tự quyết định. Hồi nãy giờ anh cố khai thác em để mà tìm ra được cái thật xấu của chồng em thì em lại nói... Để em kể, để Rồi, anh... Có cơ hội. Thật xấu của ảnh thứ nhất là rất là hay quên. Mỗi lần em ngồi lên xe là em sẽ hỏi câu thứ nhất là anh ơi bật đèn xe chưa, nếu đi vào ban đêm anh ơi gác chống chân chưa, còn nếu mà em xuống xe em sẽ hỏi anh ơi anh đã rút chìa khóa xe ra chưa, anh đã lấy thẻ xe chưa, anh cất ở ngăn nào, làm ơn anh nói với em để tí nữa em nhắc anh, tại vì anh thường xuyên quên cái chuyện đó. Tới giờ còn không? Lần nào em cũng nhắc nên là không thấy quên, mà hễ em không nhắc là sẽ quên. Là sẽ quên, phải quên một trong mấy món rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Rồi cái... xấu 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 đau xấu đớn luôn. Sao là sao đớn mà dễ thấy nhất là khi mà anh phấn khích quá, anh vui quá, anh cười rất là vô cùng là ấn tượng. Em cười được gì không? Cười sao? Cười sao? Em cười giống như là em cười ra tiếng rồi. Vậy đó, cái gì đó. Gấp 10 là như vậy. Đúng không? Có gì thôi à. Rồi anh hay càm ràm. Thí dụ điển hình cái là. Ví dụ như là này anh có nói là em rút kinh nghiệm kém á, thì anh sẽ thường xuyên nói đi nói lại, mà nói một cách liên tục dồn dập, thậm chí là em chán quá em không nghe nữa, hoặc em nói là em mệt quá em không muốn nghe nữa, anh vẫn tiếp tục nói. Còn nếu không thì anh sẽ lôi hết những chuyện cũ ra nói khi mà gặp một cái chuyện mới, rồi anh đúc kết lại là em rút kinh nghiệm kém. Em lấy chúng ông luật sư mà luật sư thì cái đầu bao giờ cũng vậy, nhớ rất dai. Đúng luật rồi. Sư là trong đầu là cái đầu là một cuốn từ điển, nhớ dai nhưng lại hay quên. Sao nó cấn cấn sao ta, quên là những cái việc thôi anh, cái việc nhỏ nhỏ rồi. Hơi đảng trí đúng không? Hơi đảng trí, đảng trí dạ. Mà nhớ dai. Dạ, cái chuyện gì nhớ thì nhớ dai. Những cái gì xấu của bả là nhớ dai đúng không? Bây giờ còn cái việc xấu của vợ không? Dạ rồi. Nói đi. Vợ rất là thích kể chuyện anh. Ra bên ngoài ví dụ như gặp chuyện gì đó, vừa buổi trưa về nghỉ trưa là vừa mở cửa vô là gặp chuyện này chuyện kia thế này thế nọ. Cái nhiều khi kể rồi, tối kể tiếp. Dạ, nhiều khi ngày mai kể nữa. Một câu chuyện kể 8 lần đó phải không? Dạ. Cái em mới bảo là lần này lần thứ tư anh nghe, cái là quê không kể nữa. Mà 8 là chỉ 8 với chồng thôi chứ có 8 với ai khác không? Kể cho mẹ. Dạ. Dạ cũng không. Anh thấy mẹ em hiền quá. Hiền không? Nói đi, bao giờ ở nhà mà ăn hiếp em không? Dạ cũng có lúc. Một lần mà cái lần mà vợ em giận nhất mà phải gây lộn với em, mà thậm chí là đàn áp em á, là cái mức độ nó như thế nào? Cái lần mà em quên khóa cổng, nhưng trong khi đó xe một tiếng đồng hồ trong sân, xe ở trong sân. Thành ra lần đó xém bị mất xe. Thành ra lần đó vợ rất là giận. Lên phòng là la hét em này kia, rồi lại kể những cái gì mà em quên trước giờ nè, rồi thậm chí bắt em viết cam kết luôn từ đây sao tới sau là không được quên luôn vậy. Dạ. Em đã lưu giữ chứng cứ. Bây giờ còn quên không? Dạ, cho tới thời điểm này thì chưa có cái quên nào nặng như cái quên đó. Mấy chứ em chỉ cảm nhận hai chồng em á có một cái gì đó nó bình yên lắm phải không? Là mình nghe, mình nhìn cách nói chuyện là mình biết là vợ chồng có những cái mà xung đột rất là dữ dội. Và cũng sau cái xung đột đó thì cũng sẽ rất là hạnh phúc, cũng sẽ rất là đắm đuối. Nhưng mà ở vợ chồng em thì thấy nó giống như là một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Có đúng là như vậy không? Trong cuộc hôn nhân của tụi em nó giống như cái mặt hồ phẳng lặng. Thứ nhất á là vì cả hai đứa em đều học luật, cho nên là hai đứa có cái suy nghĩ đó, lý trí rất là mạnh. Không có để tình cảm nó khống chế hay là nó tiết chế mà phải suy nghĩ trước khi hành động. Nên là hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn. Và thứ hai là cái công tác pháp luật á, của hai đứa hiện nay đang công tác á, nó đòi hỏi phải rất là bình tĩnh trong việc xử lý mọi việc. Và tụi em ý thức được rằng là có được nhau là rất quý, nên là tụi em giữ gìn nhau, không có để cho những cái việc mà lớn lao nó gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hai vợ chồng. Rồi bây giờ hỏi luôn, em mong muốn ở chồng em thay đổi những điều gì? Em thật sự em muốn ảnh là phải để tâm vào một cái việc gì đó khi mình làm. Cái thứ hai là ảnh bớt căm ràm đi. Không, mà cái càm ràm đó xuất phát từ vợ. Chồng nói vợ càm ràm, cuối cùng là ai càm ràm? Tại vì nguyên nhân càm ràm là do vợ không rút kinh nghiệm, thành ra em phải nói hoài, sợ nói một lần không đủ á chị. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ, muốn vợ thay đổi là phải biết rút kinh nghiệm tốt, rồi định lượng thời gian, rồi câu chuyện gì kể rồi thì đừng kể nữa. Trời, cả là những gì hồi nãy giờ em nói về mà. Có nghĩa là vậy nè, bạn này á thì nói bạn này có một số chuyện giống y như bạn này nói bạn này. Có nghĩa là hai vợ chồng đều có cái tật đó, đúng không? Đó, cuối cùng là đồng chồng đồng vợ quá rồi còn gì nữa. Nồi nào úp nấy đúng không? Sao lâu ba mẹ cũng nói vậy, giống nhau quá hả? Chị thấy vậy nè, hai bạn bây giờ chưa có con đúng không? Dạ. Nên còn có nhiều thời gian cho riêng bản thân mình á. Thử một lúc nào đó các bạn bỏ cái lý trí đi, thử sống bản năng coi nó ra làm sao. Đừng có giữ kẻ cái gì hết, thích cái gì làm cái đó, kể cả chuyện vợ chồng lẫn cái chuyện ăn uống lẫn cái chuyện mà ăn mặc. Hai bạn thử đi, tại vì chị cảm giác rằng cái cuộc hôn nhân của các bạn, cái đời sống hôn nhân các bạn giờ nó giống như là một cái viên kim cương mà nó tròn trịa vậy nè, mọi thứ nó đều hoàn hảo hết á. Nhưng mà đôi khi á có những cái mà mình cho nó có góc cạnh chút xíu nó sẽ rất là thú vị. Thử coi nha, thử một chuyến đi xa. Không muốn có em bé không? Dạ có đó. Nếu vậy thì để anh Thuận chúc
À, bây giờ anh Thuận hay lắm. Trời. Chúc ai là người đó có bầu liền. Biết rồi, tôi có cảm giác tôi giống như là ông mụ của vợ chồng Son. Thấy không? Người ta là bà mụ, tôi là ông mụ. Thôi thì anh xin chúc hai em mau chóng có được một thành viên mới trong gia đình. Sau cái tuần lễ. Sau cái tuần lễ mà đi sống bằng bản năng. Chị Hồng Vân. Nha. Dạ, cảm ơn chị. Đây là hội tụ những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ luôn. Cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất này. Đúng rồi. Chìm nhưng không chìm. À. Bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị, là em tên là Minh Khánh, nay em 24 tuổi, hiện tại nghề nghiệp hiện tại là thủ kho. Thủ kho. Dạ, còn em là Hoàng Kim, năm nay em cũng 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. À, một người văn phòng, người thủ kho. Rồi gặp trong trường hợp nào ta? Dạ, là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu cấp 3, học chung. Dạ. Vậy là cũng quen năm lớp 10. Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? À, tụi em lấy nhau lâu rồi? À, tụi em lấy nhau khoảng 1 năm 8 tháng. Đó, 1 năm 8 tháng. Yêu nhau 5 năm, rồi lấy nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm, ai cua ai trước? Đó là trong lớp có phong trào là hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp. Đó, trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ K. Kim với Khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép. Đó thì em cũng chủ động là có gì là chở bằng này đi chơi. Đi đâu đi đó, rồi sau đó thì chính thức quen nhau. Ủa, đi chơi cái là quen vậy? Không, thì từ từ có tình cảm rồi quen nhau. Dạ thì lúc em mà nhận lời quen với bạn này á, thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi. Dù sao cũng có người quan tâm của mình, quan tâm với mình cũng vui. Thì tụi em cũng quen nhau qua một năm. Thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em, không nhắn tin hỏi thăm, cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa. Ủa, lý do gì mà lơ là lạ vậy? Trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi. Lúc mà em quen bạn này thì cô bạn gái cũ có nhắn tin hỏi thăm rồi. Cái lúc đó bạn ấy cũng buồn rồi em cũng quan tâm em hỏi thăm lại. Nên em hơi lơ là bạn này chút. Trời ơi, thấy thương ghê. Tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá tay rưỡi. Trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng là lạ. Thì em nhắn tin cho bạn này, em hỏi là sao dạo này kỳ vậy. Ai ngờ bạn thú thật luôn. Thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm. Thì sao tự nhiên không lẽ mình là người thay thế. Thì anh thôi em nhắn tin đòi chia tay. Mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn. Trời ơi. Đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn. Dạ. Rồi bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia? Dạ thì cũng khoảng thời gian là sau qua năm lớp 12 á. Có nghĩa là hai bạn quen nhau. Dạ. Xong rồi chia tay. Dạ. Chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn kia. Rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè. Đúng không? Rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này. Dạ thì đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Còn quan tâm mình nhớ nhau mình nói chuyện thôi. Bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ quen nhau 5 năm. Sau 5 năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn. Mới cưới được năm mấy nay phải không? Dạ, dạ 1 năm 8 tháng. Hai bạn còn trẻ đúng không? Dạ, dạ. Quá trẻ hai mấy? Dạ, 24. 24, trẻ. Chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện. Dạ, vui bằng cái sự hừng hực của sức trẻ đúng không? Dạ không, đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại. Ủa tại sao? Tại vì trước đó thì em có sở thích là em hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Tai nạn gì? Ví dụ ngã ngựa hay là gì đó. Trời. Thì em thấy em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy. Dạ. Thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi, đám cưới thôi cũng mệt. Thôi tân hôn mình dời lại đêm mai. Rồi có dời không? Dạ có anh. Trời thương vợ ghê. Ở đó cũng đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á. Quyết định là dời lại ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau có không? Dạ, dạ ngày có. Cũng trơn tru. Nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không? Dạ thì cũng có anh. Nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo. Thì lo là lo cái gì? Sợ có em bé. Thế tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là hiểu hết về nhau đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi. Nhưng mà hiểu hết thì em thấy gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết. Em sống nội tâm, có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Anh về tới khi nào anh chia sẻ với em là hôm nay anh đi làm, anh thấy sao, anh như thế nào, hoặc là hôm nay anh ra đường gặp ai. Anh không bao giờ anh chia sẻ cho em mấy vấn đề đó. Lúc nào cũng phải tìm mọi cách coi đoán ý ảnh suy nghĩ gì, món này em nấu ảnh có thấy ngon hay không, nào cũng phải suy đoán. Chẳng lẽ em suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao? Ví dụ giờ hỏi một câu nè, về chồng của em á, thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào? Ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm. Vậy là hiểu rồi đó. Còn em, vợ em đó em làm thì sao?
cởi mở, hòa đồng, khả năng giao tiếp thì rất tốt. Duyên dáng hả? Thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau, chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau mà chưa xâm phạm được, cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi. Đúng vậy, chứ thật đúng ra có nghĩa là đã hiểu về nhau rồi. Và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng, thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng vậy lắm đúng không? Nói chung là về cách nói chuyện xã giao giữa mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn. Tại sao? Tại vì do là hoàn cảnh sống hồi đó giờ khác nhau. Vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây, khó nói chuyện với mẹ. Ủa có nghĩa là hiện giờ em đang ở nhà chồng. Với gia đình chồng. Nhưng mà do cách sống, nếp sống giữa hai nhà khác nhau. Ở nhà ảnh thì ngủ sớm dậy sớm, về cách ăn uống cũng khác. Với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nối cho em với gia đình chồng được. Nên giữa em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau. Cái điểm chung cụ thể là? Điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi. Mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói, với ba mẹ anh cũng ít nói nữa, nên ảnh không có tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được. Nhưng mà bây giờ nè, cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với mẹ chồng là cái gì nè? Là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết, nhưng mà vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ, với lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn. Chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ. Chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính, rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung. Em có biết là giờ em có bị cái áp lực đó không? Dạ đó thì em biết, tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói, chỉ biết sống một mình thôi à, không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết. Cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi, khó sửa. Nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á thì em có thể sửa được chút đỉnh nào không? Dạ được. Sau đây em mới nói khó sửa. Sau đây sửa thì ráng sửa chút xíu. Ráng sửa chút xíu. Còn chị nói nè, bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á, là tự em không cần chồng em luôn, em có thể hòa hợp được với mẹ với ba. Thay đổi quan điểm đi. Tại vì vậy này, em không thay đổi, em bị stress dữ lắm. Dạ, cái đó chị nói có stress không? Nhiều dạ khi em điên luôn á, chị nói thiệt. Mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn. Tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết. Thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút. Ảnh ít nói đến mức mà lúc dọc sôi lửa bỏng với hai vợ chồng cãi nhau ảnh không nói luôn. Mặc kệ em muốn ngồi cằn nhằn em nói sao em nói, rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá ảnh đấm tay vô tường chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị thấy nè, cái tình trạng của tụi em á, với cái cảm giác riêng của chị thôi nha, chứ nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha. Hiện giờ chưa có con đúng không? Dạ đúng. Chị có một cái cảm giác về nè, tụi em đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng, có nghĩa là tụi em không có một cái gì chung với nhau hết. Sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người, nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung mà cái đó rất là nguy hiểm. Thì hai đứa em đều phải thay đổi. Về Khánh á, biết là cái tính của Khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi, nhưng mà Khánh phải thay đổi, chứ Khánh đừng có giữ cái tôi riêng đó nữa, tại vì cái đó nó không có lợi cho Khánh, không có lợi cho vợ, chả có lợi cho ba mẹ. Chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi Khánh đã có vợ rồi, ba mẹ Khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết, lo lắng cho em đó. Còn về em á thì chị thấy như vậy nè, em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến để làm gì? Để lo cho cái người đàn ông này, tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật á, có nghĩa là không thể cởi mở được, nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó. Cho nên rằng á là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này. Thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau, sẽ thương nhau, và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa. Thì chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này, không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi, nó mới suôn sẻ. Rồi về nói chuyện nhiều hơn chút nữa nghe. Cảm ơn em. Hai anh em mà cùng tham gia chương trình Vợ Chồng Son vậy? Dạ thì đợt trước đó là mẹ có tham gia cái chương trình là Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ vâng. Sau đó là cũng được lời mời từ chương trình. Xong rồi là em trai của con mới nói con là thôi đăng ký đi hai anh em cho vui. Thì sau đó là con mới đi với hai anh em đi chung một lần mới tham dự chương trình. Mà cái lần mẹ chồng nàng dâu là hai anh em con tham gia luôn? Dạ không. Hay là chỉ có thằng lên tham gia thôi? Mẹ lên với vợ lên. Vợ lên dạ, thôi gì đó. Với con Bé Nguyệt. Bé Nguyệt á. Đúng không? Ừ. Đâu con ở nhà chắc con tiếp xúc máy quay nhiều đúng không? Dạ nói chung là công việc của con mà cũng được 3-4 năm. Rồi bữa nay ngồi về là con thấy cảm giác làm sao con? Thì vừa lúc mà vừa mới bước vào thì hơi gọi là có một tí lo lắng, nói chung là có thể là do gặp chú với cô cũng lo lắng. Rét rồi, con xài đúng cái tiếng của con coi. Thì con vẫn nói giọng định mà hồi giờ con chưa bao giờ. Nhưng mà cái từ ngữ rét á, ngoài Bắc là rung rung đó, hay là hồi hộp là trong Nam, còn ở miền con là kêu bằng rét rét hay là sao? Dạ phải, do nói chung là
con cũng hay nói kiểu như vậy chứ con cũng biết nữa. Rồi bây giờ con rét rét không? Dạ hết rồi ạ. Hết rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến với cái phần gọi là giới thiệu về cái chuyện tình cảm của hai con. Dạ. Hai con bắt đầu. Ủa? Con đã giới thiệu con làm cái gì chưa? Chưa mà. Còn vợ nữa. Rồi mời con giới thiệu về mình. Tụi con giới thiệu đi, nãy giờ là chưa luôn á. Chưa giới thiệu luôn nè, hai rồi. Đứa nói rồi, giới thiệu tên. Giới thiệu rồi. Dạ. Thì là giới thiệu rồi. Thôi đỡ con sẽ tiếp tục giới thiệu lại luôn. Thì là con tên là Nguyễn Văn Tiến. Con 29 tuổi. Hiện tại con đang làm YouTuber. YouTuber của con là tên gì và chuyên về làm gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiến Black thì con làm về tất cả mọi thứ, con nói chung là cứ gọi là vlog đời sống là con làm hết. Vlog đời sống. Dạ, rồi. Dạ như đi ăn hay là đi du lịch hoặc là có thể là choi bạn choi bè rồi vậy. Rồi khi mà con làm như vậy thì có ai có một cái team đi theo hỗ trợ con không? Hay ai là người quay? Nói chung con? Là người quay là con, người edit là con, ánh sáng cũng con và mọi thứ là con, chỉ có anh em là bạn diễn với con thôi. Vợ của Tiến. Con xin phép bông tên là Hồ Thị Nguyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định. Con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Chứ không có bán hàng online. Dạ, con cũng tập bán cách đây mấy tháng rồi cô, mới tập thành bán. Bán được không? Dạ cũng máu bán nên cũng được chứ không gọi là ấy. Con chuyên về bán quần áo online. Dạ. Vậy hả? Con có thân với Nguyệt không? Dạ thân, có hai anh dâu mà dạng do ngang tuổi với nhau á nên là cuộc sống nó dễ chịu lắm. Hai chị em dâu cứ thân thiết như bạn như bè vậy. Dạ nó bán hàng online là tiền nó kiếm ngang ngửa chồng nó luôn á. Hai đứa bây giờ là ngang ngửa nhau luôn á. Dạ được cái là Nguyệt nó cũng giỏi, lanh miệng hơn con. Hơi rụt rè. Con hơi rụt rè phải không? Dạ rụt rè nhút nhát một xíu nên là không làm được nghiệp chút thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là hai đứa kể cho chú nghe coi cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Em muốn cỡ hay là anh? Đừng đợi em cỡ. Dạ. Thì cơ duyên là đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bà cô chị ở trên mạng em không biết. Sau đó là anh Tiến có đi chơi với chị đó, xong là trong một cuộc đi chơi chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á, là đi chơi với bạn thân của em. Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em, xong là trong khi cuộc đi chơi đó là dẫn em đi và dẫn con đi á, đi theo chung. Dạ bạn thân của bạn thân của con dẫn con đi chung về trong khi đó quen con luôn. Chung là vợ của con thì cỡ nó cũng không có hấp dẫn, thì sự nếu mà qua lời cỡ của con nó sẽ hấp dẫn như phim chướng hơn. Đúng rồi con cỡ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét Zalo có gọi là tìm bạn xung quanh á, là con tìm bạn địa phương, con có gặp một cô bé. Thì là bây giờ cỡ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chữ con nói sao lên mạng nói xấu, nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cỡ cho vui. Thì lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá, con sợ đi xe hầu không xe móng con sợ hư. Vậy con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chở ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà to con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á, thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá. Cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì như nói với biết em có đứa bạn nào dẫn theo chơi. Đó là mới bắt cầu á, bắt cầu hai nhịp á. Dạ bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, con thì thích cứ nhỏ xinh vậy thôi, gọn gàng lắm. Nói chung là hầu vợ con có 40 mấy cân à. Nói chung là con á thì tiêu chuẩn phụ nữ chỉ cần hơi ốm một tí là được, cũng không cần mập, tại vì đằng nào về nhà rồi ăn uống ra cũng mập thôi, nhưng mà lúc quen thì cũng thích ốm yếu một tí. Đó là cái ấn tượng đầu tiên đó. Con gặp vợ con có té quả thanh tinh không? Vợ nó xinh quá trời quá đất kìa. Tại vì không, con thì nói chung là số con cũng gọi là, nói chung là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Rồi. Con chưa bao giờ mà gặp cô nào mà gọi là xấu hết đó. Hay quá. Đó. Ý nghĩa là ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn thấy xinh, hiền, xinh, nhỏ nhắn đó. Không phải là xinh mà là nhỏ, cho nên là thôi là phù hợp là vì nhỏ thôi. Xinh nữa. Xinh là anh gặp người nào cũng xinh rồi, cho nên cái chuyện xinh anh bỏ qua. Bình thường đúng không? Mà anh thấy là nhỏ nhắn là anh thấy anh vừa sai của anh rồi, là bắt đầu anh tấn công. Rồi, đúng không? Con thì sao? Lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trẻ trâu lắm chú. Cái gì? Ông trẻ trâu. Trẻ trâu. Dạ. Là có những cái tính nào gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi, ông nói chuyện luôn à. Dạ.
trù ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè em ở đâu em làm gì em ở đây mà hồi đó con mới học mà con mới học lớp 10 à dạ rồi con rất đài liền luôn đúng không? Không, nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi chứ đâu có nghĩ là vịt bồ đâu. Cũng đi chơi mà nói chung là hồi đó con học còn đi học nên là con sợ lắm, nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Đi ba người á, bao nhiêu lâu? Cũng chắc cũng phải tầm nửa năm cái năm nhảy đến khi nào mà cảm thấy là tin tưởng mới dám đi riêng. Tính bồ bịch mới tính dám đi riêng. Đúng rồi, thì một năm đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 luôn đúng không? Dạ lớp 11. Lúc đó Tiến Tiến là còn đi học không? Con thì thực sự là con nghỉ học, tại vì với con hồi lúc đó là con nghỉ học rồi. Con nghỉ học từ lớp mấy? Con ý là cái đoạn đây là con nên nói thật hay là con nên nói thật đi con? Con nói thật sao đâu, bây giờ học vắng thấp có bị ngại ta không có gì con gì đâu, cái quan trọng là ngày hôm nay con có được những gì. Con đã thành công trong công việc trong sự nghiệp của con rồi đó. Chú nghĩ không có gì phải ngại chứ. Thôi cái này cho con khỏi nói được rồi, khỏi nói. Ok chú không hỏi nghe rồi, rồi. Như vậy là mới lớp 10 mà đã coi như là gặp bạn Tiến này rồi, hai đứa đi vô ba mà đi 6 tháng trời. Cái gì vậy, đi đâu cũng đi chơi ba người. Ba người à? Đi ba người là vì còn nhỏ, thành ra là cho tới năm lớp 11 á thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Đó. Lớp 11 chính thức là quen nhau. Nhưng mà trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Trước khi con làm YouTube là nói chung là gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là tầm gọi là chung, gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ, bốc vác. Hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ, làm chưa có việc gì ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Ngày là xưa đóng bàn đóng ghế đóng gì được hết rồi phải không? Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó, cho nên là con mới được một cái lượng tương tác lúc đầu. Nói chung là từ ngày con khởi đầu làm YouTube là nhờ cái công việc gọi là thợ mộc của con lên được trend ấy, lên được top thịnh hành đó, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích. Ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Còn cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube con giới thiệu đó. Dạ, là con quay cái hành trình mà con làm một món đồ đó. Đó lúc khán giả rất là thích. Dạ, lúc đầu thì nhiều ý tưởng nhưng mà con chỉ làm một mình cũng rất là cô đơn, cho nên sau này là con có những người đồng đội, sau này là con bỏ luôn cái công việc là con làm những cái món đồ gỗ đó, chuyển qua là làm chơi, tại vì làm gì làm có bạn bè rồi nó vui, sang sẻ công việc đồ. Chứ bình thường con làm là cứ sáng dậy đặt máy quay rồi ngầu quay những cảnh mình làm, xong rồi chiều tối cứ thủ một mình edit rất là buồn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm thì được chứ lâu quá đâm ra cô đơn. Nên là phải là thành lập team. Dạ, cho nên sao mà làm cái kiểu troll người ta? Thì cũng troll anh em trong nhóm thôi. Thì đó troll cho nó vui đó phải không? Ủa rồi cái lúc mà con gặp bạn này là lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn chắc chắn là về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không? Trời ơi, nghe lên nó kể chuyện muốn chết với nó vậy đó, nói với việc á. Còn nếu mà nói tới vợ con thì nói chung là vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Nói chung là vợ con lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Cho nên lúc mà quen con không tiền không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Nhưng mà sao con lại chịu quen đi? Dạ. Nói chung là hồi đó con còn đi học mà con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này là con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi, vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi. Dạ, tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh dạng là anh làm thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình, dạ mình chịu nghĩ khó. Có cảm giác động trong lòng là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Và lúc đó là anh Tiến đi chơi thì anh Tiến dắt con đi đâu, đi ăn gì, ảnh như là trà sữa hay là trà đá hay là đi coi phim, tức là anh có đủ tiền để anh rủ con đi mấy cái chỗ như vậy không? Dạ thì anh Tiến vẫn làm, hồi đó thì anh Tiến vẫn làm thợ mộc thì anh vẫn có đủ tiền dẫn con đi trà sữa, nước mía, đồ này nọ vẫn có chứ. Dạ vẫn đi ăn đi uống đồ bình thường. Chứ lên nó kể là tội lắm luôn á. Nói với vợ nó vui lắm, đi ăn hủ tiếu 30.000 là bị vợ la, là bây giờ đi ăn cái gì 5.000, 10.000 thôi chứ đi ăn 30.000 uổng tiền. Dạ, hoa là tặng một cây thôi. Đó. Dạ nói chung là vợ chồng của em con được một cái là
rất là hà tiện hà tạng. Còn đối với vợ chồng của con á thì là vợ con tôn trọng quyết định của con là chính. Có nghĩa là chỉ cần con muốn là được, hoặc là vợ con cái gì muốn mà trong khả năng là con đều làm hết, con không có nghĩ đến cái việc gọi là nên hay không nên, chỉ cần là mình đủ khả năng chi trả, vợ thích thì mình làm vậy thôi. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Dạ, là giữa năm lớp 11 hay là đầu năm hay cuối năm? Thì cũng tầm đầu năm lớp 11. Có nghĩa là bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là con nhé, đa số là con chứ. Tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng phải bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn đầu luôn. Chịu luôn. Chịu luôn. Ủa nhưng mà lúc đầu vậy? Con bạn gái con còn quá nhỏ vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hay không? Dạ, con giấu rất là, con giấu lắm chứ. Mỗi lần mà anh muốn cho con đi học là con phải, dạ là nhà con có một cái mương, xong rồi xuống phải đi cái đường khác nữa. Nên là lúc nào con phải nhờ, nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc là đi học là phải, con phải đi bộ xuống dưới đó, xong rồi anh Tiến mới chở con đi. Dạ. Giấu ba mẹ bao lâu? Bao lâu thì công khai anh Tiến? Dạ, con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tới bồi chứ tới lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm con mới 12 em con mới nói. Tức là lớp 12, cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Con nghĩ là nhảy mương cả năm trời nữa đúng không? Dạ. Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương, tại vì là nó một cái đó gọi từ nhảy mương đi cho nó vui. Đó. Mà trong lúc đó thì vẫn có dạng hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với má, mà dạng là má bà cũng ít khi tâm sự với con á, nên là má bà cũng không nói ra. Chừng mà lúc mà con giới thiệu là má bà cũng có nói là kêu, thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở con đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Dạ, cũng biết là má biết rồi. Dạ. Nhưng má có ưng không, lúc mà ra mắt gặp má có ưng không? Thì hay là má cản má không cho quen? Dạ không phải là cản không cho quen, điều là má đã nói với con là sao thấy anh Tiến còn trôi còn nhỏ quá, tụi nó còn nhỏ quá, với lại thấy ông cứ dạng như tia tóc cô đây là cô gái ấy. Dạ. Giờ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận, con biết tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình là một con người, mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, bây giờ ngay cả đến bây giờ con cũng chắp tay, là nói chung đó với con là chắp tay con hay đỡ rất là dài. Cho nên là đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ, tuy là con có thể là con nói chuyện hiền, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung, nếu mà không qua chạm với tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc thì người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Còn ví dụ như vợ con thì cũng phải qua tìm hiểu đôi ba tháng rồi mới người ta mới cảm nhận ra, chứ còn nếu mà gặp con mà quen một phát là chắc là không có, hoặc là gặp lần đầu mà thích con cũng không bao giờ có. Chỉ có quen biết nói chuyện một thời gian chơi với nhau, hoặc là sau đó là người ta mới cảm biết được. Rồi đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới bạn gái mình? Còn cái việc mà con với vợ con cưới nhau là như thế này, đó là khi mà vợ con học xong 12 á, là con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải vô Sài Gòn. Vì nói thiệt là con không tin vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu, em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn em muốn quen ai thì em quen, chứ anh không có chờ em. Rồi lúc đó là sao con? Lúc anh nói vậy, lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Thì mình về nhà em con cũng suy nghĩ xong rồi, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm, cũng muốn con đi học vô lắm, mà con nghĩ lại một phần là thương Tiến rồi một phần là ba mẹ con khổ, hồi đó anh con cũng đi học rồi, còn một thằng em nhỏ nữa, gia đình con khó khăn, nên là con nghĩ thôi có gì mình lấy xong cái bằng cấp 3 xong rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online rồi này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Quyết định không đi học. Dạ. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không, một phần là đã biết con quen rồi mà. Dạ, nhưng mà không biết là anh Tiến nói nếu con đi học thì anh Tiến không chờ, không biết đúng không? Dạ, không biết, không dám nói. Bây giờ phát sóng mới biết, ba mẹ mới biết chứ con. Nghe. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Cái nấu nó gạo nó thành cơm tấm luôn rồi. Đã thành thiền rồi. Ủa nhưng mà con kêu người ta là đừng đi học. Đó, nếu con mà không bạn, con nói với người ta thì đó chẳng khác là kêu người ta đừng đi học rồi. Bây giờ các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Đó, vậy nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả.
Sau này con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta. Tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ, và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Cho nên là vợ con là cái động lực để con làm được, con làm tất cả mọi thứ đến cả bây giờ. Ngay cả cái việc mà con làm ở trên mạng xã hội, con bị rất là nhiều cái tác động. Tại vì cái mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà. Cô thì nói chung là cô với chú là biết, nói chung là con bị rất là nhiều tác động nhưng mà con không quan tâm nữa. Nói chung là vợ con là cái động lực là con làm được tới ngày hôm nay vậy. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con, dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? Con của con được 3 tuổi rồi. Bây giờ là chắc 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. 4 tuổi, gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con tức là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung lấy là, liền không á. Nói chung là bố mẹ con á có một cái như thế này là bố mẹ nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Chỉ cần con muốn cưới vợ thôi. Rồi xong sao con về con nói bố mẹ rồi bố mẹ đến nhà thì dạ thì luôn. Thì con á thì nói chung là bố mẹ trông rất là nhiều, tại vì trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con cũng không có dự định cưới vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết, chỉ gọi là quen rồi cũng tình cảm nhưng mà không đi đến hôn nhân. Nói chung là sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không con tình cảm nữa là con cũng cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ, bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn? Nghĩ là cưới là luôn. Là đưa thôi. Ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý, nói chung là cũng phải đỡ suy nghĩ chứ, nhiều khi gái con gái mà cũng phải bố mẹ vợ phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết thằng đó tốt hay không rồi thì phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Nhưng mà sao mẹ, ba mẹ em có thích đấy không? Dạ. Lúc đó ba mẹ em có thích lúc tiếng mà ba tiếng đến xin dạ, ra mắt. Dạ không, thì anh cũng có lên chơi. Xem rồi lúc mà anh Tiến là dạng muốn ba mẹ của anh Tiến lên đỡ gặp ba mẹ con là con cũng có về nhà hỏi chứ ý kiến của ba mẹ. Xem rồi ba mẹ xem rồi con mới dám nói anh Tiến là ba mẹ anh Tiến lên. Chứ con không dám. Bố mẹ của vợ thì cũng là rất là hiền. Thực sự là bố mẹ vợ của con thì rất là hiền cho nên là con cũng cảm nhận được rằng là nếu có lâu thì cũng tầm một tuần chứ không có lâu đâu, không có gọi là quá lâu, không có mức gọi là cấm cản con. Nhưng mà có một tí xíu thôi, nhưng mà con nghĩ là mình cũng đàng hoàng thì chắc là bố mẹ cũng sẽ thương mình. Nói chung là quyết định từ con hết. Tiến chú suy nghĩ vậy nè, khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à? lớp 10 là thích. Nhưng mà lớp 11 mới chính thức là người yêu. Đúng không? Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền đúng không? Và nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Đó. Dạ, nói chung là trong lúc quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Tại vì cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen để cưới thôi. À, cho nên là con xác định là cưới rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Nhưng mà nè, tại vì khác nó có hai loại nha. Dạ. Một á đã là của mình ha là mình cứ sử dụng, hay là đã là của mình thì mình sẽ giữ ở đó để đúng cái thời điểm đó mình mới sử dụng thì mới cái giá trị. Với lại là vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hôn cái nhưng mà vợ nó không được mẹ le. Tại vì vợ ở vùng quê á cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn nghĩa là vợ nó không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chưa. Thì đúng rồi, tôi hỏi là tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Dạ. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. Đó. Có nghĩa là hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Nhưng mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Giờ nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không, tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút đó. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau rồi nắm tay rồi, thì cũng có, nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện nhất gọi là đính hôn rồi, đã đính hôn rồi là đính có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng, giữ gìn
không có đi quá xa dạ, đó. Không có gì hết, trong 3 năm quen nhau luôn, không làm gì hết. Đợi tới đêm tân hôn mới có, đúng không? Dạ. Ok, thì đó nãy giờ anh chú là chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có nhiều chuyện mà chú muốn biết. Đó. Dạ. Rồi. Có nghĩa là nay là cưới nhau là đã được là 4 năm rồi, đúng không? Ừ. Quen nhau 3 năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Vậy là tới câu chuyện hôn nhân được rồi. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau, đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm. Đó. Có đứa con 3 tuổi. Ừ. 4 tuổi, 4 tuổi, gần 4 tuổi. Ừ. Dạ, vậy đó. Có tật xấu bao nhiêu, tật xấu lẫn lộn hết luôn, đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không, mọi không, thứ biết biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi không, ai lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Con nhưng không, mà đây con là cái lúc mà các con cần phải kể cho chú nghe những cái điểm nào ở bạn đời của mình các con chưa hài lòng, đó gọi là tật xấu. Dạ, như vợ của con á, làm mọi thứ vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà con chưa thấy tốt, chưa thấy, chỉ có một thứ duy nhất thôi là vợ con không thông cảm cho công việc, và nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là do ghen. Ví dụ, đúng rồi là ghen, đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm nó không phải là tật xấu. Nhưng mà nó không phải là tật xấu. Em hiểu không? Nó chưa phải là tật xấu rồi. Ghen. Bây giờ mình nói thẳng vào vấn đề. Bài hài ghen hay tham gia quá nhiều vào công chuyện của chồng, hay là không biết nấu ăn, hoặc là ngủ trễ, đó là những cái tật xấu. Ghen. Đúng rồi. Chỉ có ghen thôi. Ghen sao? Lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Hầu có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà. Ừ. Là dữ lắm không? Dữ lắm. Nó quậy dữ lắm đúng không con? Đúng không? Đâu ghen sao nó kể con nghe coi. Thì con thì nói chung là tính chất công việc với cái bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập. Với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Nó biết con, nhiều khi nó biết con có vợ ấy, hoặc là con nhắn tin thì nó đẩn rẹp. Nhiều khi mình thấy vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy. Có những đứa ví dụ như là họ nhắn tin với mình là mình rẹp. Rồi nhắn tin một hai lần vậy thôi, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy rồi chẳng hạn vậy á. Rồi con có cái thói quen là con ra đường đi chơi là con hay chụp hình với gái. Cứ con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Nói chung là từ năm 2022 là con hết rồi, tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là mới đây đó. Dạ, cha đều từ năm nay đó. Năm nay đó, mới đây à. Con không có rồi chụp hình với mấy người gái đẹp rồi sao? Kể tiếp cái vụ ghen á. Là vợ thấy. Không, con kể xoáy vào cái chi tiết mà cái vụ gì mà nó cầm dao rửa con á. Thì ngày nói chung là con cũng có nhiều lúc con còn ché á, con có những cái suy nghĩ nó đơn giản là thôi kệ đi con, kệ đi. Bây giờ con nói thẳng vào vấn đề luôn. Cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rửa con? Dạ tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con nó muốn giết con, tại vì là con có ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cưới con được vợ nữa. Chú vẫn chưa hiểu. Tại vì hồi lúc trước cái con suy nghĩ rất đơn giản cái chuyện đàn ông, nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng cũng tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng không có tác được cái gì hết. Mà con tâm sự vừa cái thời điểm mà con muốn có vợ thêm một vợ nữa là ở cái giai đoạn nào? Lúc mà lấy nhau rồi hay là lúc đang yêu nhau? Nói chung là đây cũng là cái chuyện vợ con không vui, cho nên nhiều khi con cớ ra con vợ con sẽ rất buồn, cho nên con cũng không có muốn nói nhiều vô cái chuyện này lắm, nhưng mà vợ con cũng biết, nhưng mà bây giờ con hết rồi. Con không còn cái chuyện đó nữa. Con kể chi tiết vợ con cầm dao rồi con á, tại cô mắc cười lắm, nhìn mặt vợ con hiền khô mà nhìn nó rất là thánh thiện luôn, mà không biết sao nó cầm dao, hình ảnh nó sẽ như thế nào chuyện, luôn á. Chuyện cái gì đó nó rất lớn. Thôi em con này. Đôi khi á mình sẽ rất là muốn chia sẻ cái câu chuyện đó ra, nhưng mình không có cơ hội. Thôi thì đây sẽ là cái dịp để con có thể nhắc lại và để mà sau đó sẽ là một cái sự gọi là hứa hẹn, và một cái sự là đó hứa hẹn với nhau là sẽ không tái hiện lại nữa. Thì chú nghĩ là nó cũng nên. Nếu mà nhắc lại thì thực sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Lúc đó con nói chung là đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đáng lẽ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh muốn nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có gọi là thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Thì ôm đi đó, đáng lẽ lúc đó anh phải ôm em, thì đáng lẽ ôm bây giờ ôm được rồi thì đi ra mà ôm đi chứ. Thôi. Bây giờ nói chung là thể hiện trên mặt anh với người ta sẽ không thích. Sao không thích? Anh nó không thích mình ôm vợ mình chứ bộ ôm vợ người khác hay sao không thích? Có thể là con mắc sẽ khó rồi.
con sẽ khó nói. Yeah. Nhưng mà bây giờ không, bây giờ nói liền chứ không có chút nữa gì hết trơn là không có cơ hội. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, thì tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Yeah. Nhận liền con, đó. Trời ơi đó, phải vậy rồi. Đó cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con ra là tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Không, nói chung là chuyện gì của anh Tiến là mình giận thì giận lúc đó thôi, chứ bây giờ thì con không có nghĩ tới nữa. Ừ. Nè, bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì con cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động hả? Dạ. Xúc động. Xúc động không? Ừ. Dạ. Nói đi cho nó vui kìa. Xúc động đó, thấy chưa? Một cái ôm mà đúng thời điểm là nó gọi là quý giá vô cùng, con nghe không? Ok, đúng ra thì chú rất là muốn biết cái câu chuyện nó như thế nào. Mà thôi thì đã tới đây rồi, dù gì chồng con trước chương trình đã thể hiện một cái điều đó, một cái điều mà biết lỗi của mình. Yeah. Và đã ôm vợ một cái ôm ấm áp như vậy, một ôm hối hận như vậy. Thì thôi giờ chú không hỏi nữa. Yeah. Không hỏi nữa. Và chỉ mong rằng là Tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa, và lại lần sau nữa chắc chắn là nó không có cầm dao đâu mà nó cầm cái khác nữa. Nha. Dạ không, con chỉ sợ một lần nữa này vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm nữa. Bỏ chứ. Lần nữa con sợ vợ con bỏ con. Chắc rồi. Tại vì sau này con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Trời ơi hả con ha. Thôi chứ hay sao? Quá. Thôi câu chuyện tật xấu của vợ tới đây là kết thúc. Đúng. Và bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Khui đi con. Anh Tiến thì nói chung là anh Tiến có mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ gái, rất mơ gái luôn. Dạ. Mà giờ còn mê không? À, thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Đó là bắt đầu gia đình đây đó. Mình giờ mới có tháng mấy em? Tháng 3 chị. Là mới bắt đầu từ đầu tháng hay là mới bắt đầu từ đầu tháng 3? Bắt đầu từ đầu năm hay là đầu năm phải không? Là đầu tháng 1 đó phải không? Dạ. 1 tháng 1 đó ha. Trời ơi, là bắt đầu từ 6 mấy ngày trước rồi đó chị. Ừ đó, 1 tháng 1. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi biôn hoặc là đi đâu. Không, năm nay là tao đối dành cho vợ con tao sao? Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết, anh thì anh rút. Thì sao mà em nói bị ôm trời? Thì ai rủ anh là, chứ? Sẽ kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sẽ kêu bị ôm trời. Rồi bây giờ tật xấu là gì nữa? Đồng lỡ coi được người ta từ chối nhau sao? Anh đi ăn biết. Rồi tật xấu là mấy, trước đây là mấy gái. Rồi bây giờ là năm nay là sẽ không còn nữa. Yeah. Đúng không? Rồi có những tật xấu gì nè. Dạng là vô tư lắm. Vô tư? Dạ. Ông lên cũng vô tư. Vô tư, hai anh em uy xì luôn. À. Dạ, hai chị em dâu hay tâm sự với nhau, hai anh em uy xì luôn. Vô tư dạng là con cái đồ, việc nhà, việc cửa đồ này nọ, nhiều khi vô tư lắm. Có ngày mà đám giỗ, nhiều khi ông ít nghĩ lắm. Dạ, chỉ có ba mẹ con lo. Ba là vô tâm chứ không phải vô tư. Vô tư ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Rồi còn gì nữa nè? Con nghĩ là hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Rồi con mong muốn chồng con. Còn một tật xấu nữa hả? Dạ. Là rất là tin người luôn. Hả? Tin người? Tin người hả? Có bao giờ mất tiền về cái chuyện con không là biết tin là cái đó tốt hay xấu, nhưng mà con cảm nhận anh Tiến là cái đó nói chung là không được tốt, bởi vì ông rất là tin người luôn. À, nghe nhưng mà có cái nào ảnh hưởng đúng trực rồi. Tiếp đến cuộc sống gia đình con chưa? Về cái tin người của Tiến á. Có tới công tiền, việc, mất một cái cơ không, hội. Chỉ là tới công việc của anh Tiến không. Con cảm nhận tuy là con không giúp đỡ được nhiều anh Tiến, nhưng mà trong cuộc sống này con cũng thấy anh Tiến làm, thì trong công việc thì cái đó là con nghĩ là không tốt đâu. Dạ. Bây giờ con mong trong ba cái xấu đó, con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư vô tâm lại. Dạ. Chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Bản thân con không phải như em nghĩ đâu. Không phải là anh tin người, mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Hay quá, đúng. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi, nhưng mà con nghĩ sẽ có một người, tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó, luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Cho nên con nghĩ dù con có tốt hay là con giúp ai, là con tin ai, cũng sẽ có một người ơi xì đó đến với con, họ cũng tin và giúp con. Vậy thôi, còn những người mà mình tin họ mà họ không có làm cho mình gọi là tin tưởng nữa, thì sau này coi như mình không có duyên với họ nữa. Con thấy nó, người con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi. Biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi, chứ nhưng mà tại vì con đi lên từ con số 0, cho nên con thấy nếu như không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là ảnh hưởng đến gia đình thì tiền bạc hay mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không?
Dạ, cô tôn trọng quyết định của anh Tiến nè. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Dạ, con cũng đang phân vân. Mà con nghe được cái quyết định của anh Tiến là con nghĩ là cái đó là một điều tốt đối với mình. Cô thấy ha, bên vợ của Lên á cũng chỉ mong chồng á là bớt vô tư vô tâm lại á. Thì vợ con cũng có một cái ước mong y chang vậy. Thì cô nghĩ là cái đó con làm được mà đúng không? Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Vô tâm là con làm gì con không có để ý gì tới người xung quanh. Con chỉ biết là con sống theo cái cảm xúc của con thôi. Thì cái đó gọi là vô tâm. Chẳng hạn con làm, chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người nha. Về vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt, hoàn toàn chính xác. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là, con không phải là muốn ở tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Con hiểu với cô không? Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, con để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Tại vì cái đàn bà họ có những cái nhạy cảm đó, nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi. Em, bây giờ cái hình đó đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con đấy, em thấy anh này được á, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Nó được chia sẻ, đúng không? Con muốn làm gì con làm, con không cần biết vợ con vui buồn kệ đi, cái chuyện của anh, bạn anh biết nó chứ sao em biết bằng, vậy là vợ con buồn đúng không? Đó thì con chỉ cần thay đổi một chút xíu, con điều chỉnh mà có lợi cho con không? Đó là thay đổi rất lớn nhưng mà chút xíu rồi. Nhưng mà cái điều chỉnh đó là cực kỳ có lợi cho con với lợi cho gia đình của con. Mình đang có một người mà cùng đồng hành với mình trong cuộc sống và người mà mình rất tin tưởng để chia sẻ. Kế bên mình thì tại sao mình không thay đổi bản thân mình? Cái đó chú thấy nó không có gì gọi là thay đổi lớn đâu con. Con cứ nhớ đi, lúc mà con bệnh á là con chỉ có vợ con bên cạnh với bạn con, là không bên cạnh con đâu. Dạ. Yeah. Ok, chú hy vọng rằng là tối đêm nay hai vợ chồng sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ với nhau hơn trước khi về Bình Định. Đó là đêm nay sẽ chia tâm sự. Rồi cái thứ hai nữa chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm. Nè, rồi xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.